Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, những kẻ mạnh trong thế giới anime không phải lúc nào cũng khoe khoang sức mạnh để khiến cho mọi người xung quanh phải sợ hãi. Thay vào đó, hầu hết họ chọn sống một cuộc sống bình thường và che giấu sức mạnh thực sự, tránh cho bản thân thành trung tâm của sự chú ý. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với top 10 anime có mên mạnh mẽ vô cùng nhưng đáng ngạc nhiên là không ai nhận ra điều đó nhé. Và nếu như bạn đang tìm kiếm những bộ anime mới với chủ đề cụ thể thì hãy ghé thăm Thỏ Ngọc Anime, các danh sách phát được mình tổng hợp theo từng chủ đề để dành riêng cho bạn. Số 10. Bento, thể loại hành động hài hước võ thuật. Siêu thị là một tòa nhà quan trọng ở bất kỳ thành phố nào vì họ cung cấp một cách thuận tiện để mua nhiều loại thực phẩm trong một môi trường an toàn, thân thiện với gia đình. Tuy nhiên, sự yên bình của các cửa hàng thay đổi trong chớp mắt một khi các hộp bento chưa bán được ở ban ngày, được bán giảm giá vào ban đêm. Chiến tranh nổ ra và bạn bè trở thành kẻ thù khi mà mỗi người chiến đấu vì bữa tối. Không còn bất kỳ người nào trong các siêu thị này, chỉ có sói hoặc chó, người thắng hoặc kẻ thua. Học sinh trung học Yosato được giới thiệu về những trận chiến này sau khi vô tình vấp vào vùng chiến sự, nhưng thay vì chọn cách tránh các trận đánh đêm này, ngược lại anh ta lại muốn tham gia. Sau khi thấy Sato thiếu kỹ năng chiến đấu, học sinh lớp trên và Wolfsen Yarizui mời anh và Hana Oshiroi, một cô gái thích xem những cuộc cãi lộn, tham gia vào câu lạc bộ những người yêu thích thực phẩm nửa giá của mình để cho họ thấy sự khác biệt giữa chó và sói. Và cùng nhau, họ tìm hiểu ý nghĩa thực sự của việc đấu tranh cho thức ăn. Số 9. Madame No O To Vanadis, thể loại phiêu lưu Echi Fantasy Harem lãng mạn. Một thế giới tương tự châu Âu, một cuộc chiến giữa các quốc gia thù địch đang được diễn ra. Một trong những quốc gia này, Zetsi State, có 7 vùng được cai trị bởi World Maidens, được gọi là Vanadis, được trang bị vũ khí trọng các dòng mạnh mẽ. Leonora Ellen Vittaria, một trong những người Vanadis, phát động một cuộc xâm lược chống lại quốc gia đối thủ láng giềng của họ là Brunei. Cuối cùng, Tigray Vermont Tigrayvon, một cung thủ trẻ tuổi và một bá tước cho vùng Asase của Brunei đã tiêu diệt toàn bộ quân đội của mình dưới tay Ellen. Trong một diễn biến kỳ lạ, Ellen yêu cầu Tigray, chàng hãy trở thành của ta. Điều gì đó có thể có ý nghĩa đằng sau liên minh mới này. Được chuyển thể từ tiểu thuyết ánh sáng được viết bởi Tsukasa Kawaguchi, Madame New O2 Vanadis là một cuộc phiêu lưu sử thi chứa đầy những chiến thuật chiến tranh phức tạp và những người phụ nữ xinh đẹp. Bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột đa quốc gia, Tigray và Ellen bị cuốn vào một cuộc chiến chứa đầy những bí mật đen tối, âm mưu và tham nhũng. Số 8. Zetsuen no Tempest, thể loại hành động huyền bí tâm lý drama phép thuật fantasy shonen. Yoshino Takigawa, một thiếu niên bình thường đang bí mật hẹn hò với em gái của bạn thân Mahiro có tên là Aika, nhưng rồi quở chết một cách bí ẩn. Mahiro biến mất, thề sẽ tìm người phải chịu trách nhiệm và khiến cho họ phải trả giá vì đã giết em gái yêu dấu của mình. Yoshino tiếp tục cuộc sống của mình và đã không gặp Mahiro trong một tháng, cho đến khi anh ta phải đối mặt với một cô gái lạ. Yoshino biết rằng Mahiro đã xin sự giúp đỡ của một phù thủy có tên là Hakaze Kusaribe để tìm ra kẻ đã giết Aika và về sự tồn tại của một thực thể được gọi là Tree of Exodus. Hakaze, người đã bị bỏ trên một hòn đảo sa mạc bởi chính tay sai của cô, và giờ đến lượt Yoshino và Mahiro giúp cô cứu thế giới, đồng thời tiến gần hơn đến sự thật đằng sau cái chết của Aika. Số 7. Kuroko no Basket, thể loại hài hước học đường shonen thể thao. Đội bóng rổ của trường trung học Teikyo lên ngôi vô địch trong 3 năm liên tiếp nhờ vào 5 cầu thủ xuất sắc với kỹ năng ngoạn mục và độc đáo của họ, khiến cho các đối thủ tuyệt vọng và cả hâm mộ trong sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, những người đồng đội này được gọi là thế hệ phép lạ, đi theo con đường riêng của họ và giờ coi nhau như đối thủ. Tại trường trung học Seirin, hai học sinh mới tuyển dụng chứng minh rằng họ không phải là cầu thủ bóng rổ bình thường.
Taiga Kagami, một cầu thủ đầy triển vọng trở về từ Mỹ, và Tetsuya Kuroko, một học sinh dường như rất bình thường, không có sự hiện diện cho phép anh ta di chuyển mà không bị chú ý. Mặc dù Kuroko không thể ghi được điểm nào, anh ta là thành viên của đội bóng rổ Taiko, nơi mà anh ta đóng vai Phantom Sixth Man, bóng ma thứ 6, người dễ dàng chuyền bóng và hỗ trợ đồng đội. Kuroko No Basket dõi theo hành trình của các cầu thủ Seirin khi mà họ cố gắng trở thành đội bóng trung học giỏi nhất Nhật Bản bằng cách giành giải vô địch Inter High. Để đạt được mục tiêu của mình, họ phải băng qua những con đường với những đội mạnh khác. Một trong số đó có một trong năm cầu thủ có khả năng giống như thần, mà Kuroko và Taiga đã tạo ra một hiệp ước để đánh bại. Số 6. Noragami, thể loại hành động phiêu lưu hài hước siêu nhân shonen. Trong những lúc cần thiết, nếu bạn nhìn đúng chỗ, bạn có thể thấy một số điện thoại lạ được viết một cách nguệch ngoạc màu đỏ. Nếu bạn gọi số này, bạn sẽ nghe thấy một chàng trai trẻ tự giới thiệu mình là thần Yato. Yato là một vị thần và tự xưng mình là Delivery God, thần giao hàng, người mơ ước có hàng triệu tín đồ. Tuy nhiên, anh ta không có một ngôi đền dành riêng cho tên của mình và chắc chắn mục tiêu của anh ấy phải rất lâu nữa mới có thể thực hiện được. Anh ta dành cả ngày làm những công việc kỳ lạ với giá năm yên, cho đến khi đối tác và lò vũ khí của anh ấy đã chán ngấy với chủ nhân vô dụng của mình và quyết định bỏ rơi anh ta. Dường như mọi thứ đang trở nên khắc nghiệt đối với vị thần này. Số phận của anh thay đổi khi mà vô tình một nữ sinh cấp 2, Hiyori Iki, được cho là đã cứu Yato khỏi một vụ tai nạn xe hơi, hy sinh bản thân mình cho anh ta. Rất may mắn cô vẫn còn sống, nhưng tai nạn đó đã khiến cho linh hồn của cô trở nên lỏng lẻo và có thể rời khỏi cơ thể của cô. Hiyori yêu cầu Yato đưa cô trở lại trạng thái bình thường. Nhưng khi biết được rằng anh cần một đối tác mới để có thể làm được điều đó, thì cô miễn cưỡng đồng ý giúp anh ta tìm một người. Và với sự giúp đỡ của Hiyori, liệu may mắn của thần nghèo Yato cuối cùng cũng đến. Số 5. Akame ga Kill, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy shonen. Night Ride là ngành ám sát bí mật của quân đội cách mạng, một cuộc nổi dậy được tập hợp để lật đổ thủ tướng Onis, người có lòng tham quyền lực đã lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của hoàng đế nhỏ tuổi. Không có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và nhân từ, phần còn lại của đất nước bị chìm trong nghèo đói, xung đột và hoang tàn. Mặc dù các thành viên của Night Ride đều là những kẻ giết người, nhưng họ hiểu rằng việc lấy đi mạng sống là điều không đáng khen ngợi và họ có thể phải đối mặt với sự trừng phạt khi mà họ loại bỏ một cách không thương tiếc bất cứ ai cản được họ. Thành viên mới nhất của nhóm gia thủ vui vẻ này là Tatsumi, một cậu bé ngây thơ đến từ một ngôi làng xa xôi, đã bắt đầu một hành trình giúp đỡ quê hương nghèo khó của mình và chiến thắng không chỉ bởi lý tưởng của Night Ride mà còn là quyết tâm của họ. Akame ga Kill theo sau Tatsumi khi mà anh ta chiến đấu với đế quốc và đối mặt với vũ khí mạnh mẽ, sát thủ của kẻ thù, thách thức đạo đức và giá trị của chính bản thân anh ta. Số 4. Black Clover, thể loại hành động hài hước phép thuật shonen fantasy. Asta và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi tại cùng một nhà thờ trong cùng một ngày. Lớn lên cùng với nhau khi còn nhỏ, họ biết đến danh hiệu Ma Pháp Vương được trao cho vị pháp sư mạnh nhất vương quốc và hứa với nhau rằng họ sẽ là đối thủ cạnh tranh với nhau để giành vị trí Ma Pháp Vương tiếp theo. Tuy nhiên, khi chúng lớn lên, sự khác biệt rõ rệt giữa chúng trở nên rõ ràng. Trong khi Yuno có thể sử dụng ma thuật với sức mạnh và khả năng kiểm soát đáng kinh ngạc, Asta hoàn toàn không thể sử dụng được phép thuật và cố gắng đánh thức sức mạnh của mình bằng cách rèn luyện thể chất. Khi họ đạt đến 15 tuổi, Yuno được ban tặng một Grimoire cực hiếm với cỏ 4 lá, trong khi Asta không nhận được gì cả. Tuy nhiên, ngay sau đó, Yuno bị tấn công bởi Liberty với mục đích cướp lấy Grimoire 4 lá của Yuno. Asta đã cố gắng chiến đấu với Liberty nhưng mà anh không thể vượt qua hắn. Mặc dù vô vọng và trên bờ vực thất bại, anh tìm thấy sức mạnh để tiếp tục khi nghe giọng nói của Yuno. Giải phóng cảm xúc bên trong mình thông qua cơn tịnh nộ, Asta nhận được một Grimoire 5 lá, một Grimoire màu đen, cho anh ta đủ sức mạnh để có thể đánh bại Liberty. Vài ngày sau, hai người bạn cùng rời khỏi làng,
cả hai đang trên hành trình trở thành ma pháp vương. Số 3. Ichiban Ushiro no Daimaru, thể loại hành động hài hước ecchi phép thuật học đường harem fantasy. Với ước mơ có thể thay đổi thế giới bằng sức mạnh của mình, Akutosai chuyển đến học viện ma thuật Constant, nơi anh ta vô tình kết bạn với cô nàng ninja thẳng thắn, Junko Hattori. Trên đường đến học viện, họ thề sẽ làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cùng với nhau. Tuy nhiên, khi mà ngày cậu nhập học ở học viện ma thuật Constant, bài kiểm tra về khả năng nghề nghiệp tương lai của cậu cho biết tương lai trở thành ma vương. Khi lời định mệnh của cậu lan rộng, toàn trường bắt đầu sợ hãi cậu ta và niềm tin của Junko và cậu biến mất. Mặc dù Akuto quyết tâm không để lời tuyên đoán đó kiểm soát số phận của mình trong tương lai, nhưng dường như mọi điều cậu nói và làm như đang củng cố sự thật rằng cậu ta sẽ trở thành vô quỷ. Hơn thế nữa, sau đó Akuto được vây quanh bởi hàng loạt những cô nàng xinh đẹp. Mỗi người đều có mục đích riêng cho cậu, từ việc đưa cậu ra theo con đường công lý đến đơn giản là muốn tắm cho cậu bằng tình yêu. Với sức mạnh được đánh thức của mình, Akuto phải đương đầu với những thế lực mới và chiến đấu để chứng minh rằng số phận của mình là do bản thân định đoạt. Số 2. Rakudai Kishi no Kaveri, thể loại hành động lãng mạn ecchi fantasy học đường. Tồn tại rất ít trên thế giới này là những người có khả năng điều khiển linh hồn của họ tạo ra vũ khí mạnh mẽ. Họ được mệnh danh là Blazers. Họ được học tập và huấn luyện tại học viện Hagun danh tiếng để trở thành pháp sư. Trong số các học sinh được gọi là kẻ thất bại, Iki Kurogane, Blazer duy nhất được xếp hạng F. Tuy nhiên, khi học sinh thất bại nhất trong học viện vô tình nhìn thấy Stella Vermilion, một Blazer hạng A cũng là công chúa đang khỏa thân, cô đã thách thức anh ta với một cuộc đấu tay đôi. Kẻ thua cuộc sẽ trở thành nô lệ vĩnh viễn của kẻ chiến thắng. Quả nhiên cái kết đã quá rõ ràng phải vậy không? Rakudai Kishi no Kaveri kể về câu chuyện của Iki khi mà anh ta cố gắng chứng minh sức mạnh của mình trong một thế giới mà phép thuật là thước đo của sức mạnh. Kẻ không sở hữu phép thuật như anh luôn được coi là kẻ yếu nhất, thất bại nhất. Số 1. Quanji Gaosho, toàn chức cao thủ, thể loại hành động game. Được mọi người xung quanh coi là top player và là người chơi chuyên nghiệp hàng đầu trong trò chơi trực tuyến Glory, có lượng người chơi cực kỳ đông đảo. Diệp Thu được mệnh danh là Battle God, thần chiến đấu, vì những kỹ năng và đóng góp của cậu ấy cho trò chơi trong những năm qua. Tuy nhiên, khi mà bị buộc phải rời khỏi đội và bỏ lại sự nghiệp của mình, cậu tìm được một công việc tại quán cà phê Internet gần đó. Sau đó, khi Glory chính thức ra mắt máy chủ thứ 10, cậu ta lại tham gia vào trò chơi một lần nữa bằng cách sử dụng một nhân vật mới có cái tên Lord Grim. Với những thành tích ban đầu của Diệp Thu trên máy chủ mới, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người chơi cũng như là các bang hội lớn, khiến cho họ tự hỏi về danh tính thực sự của người chơi đặc biệt này. Tuy nhiên, trong khi anh ta có 10 năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu, bắt đầu lại từ một trò chơi đã thay đổi qua nhiều năm với vô số các thách thức. Cùng với những người đồng đội mới đầy tài năng, Diệp Thu một lần nữa cống hiến hết mình để vượt qua con đường đến đỉnh Glory. Trên đây là top 10 anime có main mạnh mẽ vô cùng, nhưng ngạc nhiên là không ai nhận ra điều đó mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này của Lại Mà Rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!